đây. Thì chị thích ở đây là tại vì thứ nhất là không gian rất là rộng, trường mình rất là rộng, có rất là nhiều khu vui chơi cho mấy bé, rất là nhiều những cái khu vực mà thiên nhiên đồ này nọ, cho nên là về mặt gọi là vận động thì chị rất là thích. Thứ nhất, thứ hai ở đây thì chương trình học là cái mà chị đang tìm, đó là có chương trình tiếng Anh kết hợp với cả tiếng Việt, cho nên chị quyết định chọn ở đây là vì vậy. Well, one of the main reasons why we enrolled Otto at Kinderstar is that we hope that he will get even more proficient in his Vietnamese language. So he's learning at home, and we hope and look forward to Otto being even better with his Vietnamese. Hello, you go here. Năm nay là năm thứ hai, bắt đầu từ PK. Thì từ PK là bé bắt đầu làm quen với chữ tiếng Việt rồi. Và có những cái bài toán tiếng Anh bé cũng đã làm được. Thì hy vọng năm nay thì bé sẽ phát triển hơn nữa để con có thể hòa nhập được vào lớp 1 sau. Hello, Nico. Khi mà bé đi học về đó thì bé rất là vui. Và mỗi lần mà có một cái kỳ nghỉ lễ gì cỡ khoảng 2-3 ngày hoặc là một tuần á, thì bé cảm thấy là nhớ trường, nhớ bạn bè. Chị thấy là hoạt động của trường nó có giá trị nhân văn và nó rất là có ý nghĩa cho bé cũng giống như là cho cộng đồng. Và ngoài ra thì bé rất là có ấn tượng khi mà bé tham gia những cái hoạt động của trường. Chị hy vọng rằng và chị tin rằng cho tất cả các phụ huynh khác nữa là lúc nào cũng mong muốn là con của mình luôn tự tin trước đám đông và về nhà rất là ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ. Well, right now we're focusing on implementing the Cambridge STEPS program and making sure that all of our students have well-rounded international education. We also do Taekwondo, aerobics, yoga, lots and lots of various activities to keep our students' minds sharp and their bodies healthy. I'd like to welcome everyone to the new school year, 2019-2020. Welcome to Royal International School.